Châu Trọng Thủy. Xưa kia, vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa ngăn giặc phương Bắc đánh chiếm nước ta. Nhưng thành xây gần sông lại đổ sập. Nhiều lần như vậy, nhà vua bèn cho lập đàn cầu tế. Thần Kim Quy hiện lên, dạy nhà vua cách xây thành. Thành xây xong, ngài còn tặng nhà vua chiếc móng vàng của thần để làm lẫy nỏ, xin nhờ thần Kim Quy giúp đỡ. Ta tặng cho ngài chiếc móng vàng của ta, hãy dùng nó làm lẫy nỏ, ngài có thể đánh bại mọi kẻ thù. Sai thợ làm ngay một chiếc nỏ rất lớn, cứng chắc, khác hẳn với những chiếc nỏ thường, phải tay lực sĩ mới giương nổi. Nỏ thần bắn trăm phát trăm trúng, một mũi tên bắn ra có thể giết hàng ngàn quân địch. Vua An Dương Vương quý chiếc nỏ thần vô cùng, lúc nào cũng treo gần chỗ nằm. Ha ha ha, hãy xem quân Triệu Đà tan tác vì vũ khí bất khả chiến bại của ta kia. Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, nhiều lần đem quân sang cướp đất Âu Lạc, nhưng lần nào cũng thất bại vì nỏ thần của An Dương Vương. Triệu Đà đành cố thủ chờ thời cơ, hắn bèn xin giảng hòa với An Dương Vương, sai con trai là Trọng Thủy sang cầu hôn công chúa Mị Châu, với âm mưu tìm cách phá chiếc nỏ thần. An Dương Vương không nghi ngờ gì, chấp thuận đình chiến và bằng lòng gả con gái cho Trọng Thủy. Trọng Thủy, làm rể tốt của vua An Dương Vương, mà nhớ lời cha dặn nhé. Bây giờ, ta và ngài sẽ làm thông gia, Trọng Thủy có thể ở rể bên Âu Lạc. Trọng Thủy sinh lòng cảm mến nhau, Mị Châu rất tin tưởng, yêu thương chồng hết mực. Nhân cơ hội đó, Trọng Thủy dò hỏi nàng bí mật về chiếc nỏ thần. Mị Châu không ngần ngại cho chàng xem nỏ thần, và bí mật nằm ở chiếc lẫy, làm bằng móng vàng của thần Kim Quy. Để kiếp cho chàng xem bí mật, để chiến thắng mọi quân ngoại xâm của nước Âu Lạc nhé. Thật kỳ diệu. Sau đó, Trọng Thủy làm ngay một chiếc móng giả giống y hệt, rồi lén lút đánh cháo lấy móng rùa thần. Đạt được mục đích, Trọng Thủy vội vàng kiếm cớ về thăm cha. Trước khi đi, chàng dặn vợ: trong lúc ta vắng nhà, nếu có chiến tranh, nàng hãy mặc chiếc áo lông ngỗng vào. Khi chạy giặc thì đừng quên rắc lông ngỗng xuống đường. Ta sẽ theo dấu lông ngỗng đi tìm nàng, ở lại giữ gìn sức khỏe. Nếu có chiến tranh, khi chạy giặc, nàng hãy mặc chiếc áo này và rắc lông ngỗng xuống đường. Ta sẽ theo dấu lông ngỗng tìm ra nàng. Thiếp nhớ rồi, chàng đi thượng lộ bình an, sớm trở về với thiếp nhé. Trọng Thủy liền giao chiếc nỏ thần cho cha. Nắm được chiếc nỏ thần trong tay, Triệu Đà lập tức kéo quân sang đánh nước ta. Thấy giặc kéo đến, An Dương Vương không tỏ vẻ sợ hãi, bình tĩnh lấy nỏ thần ra bắn. Nhưng lạ thay, giặc vẫn ào ào xông tới trước các mũi tên bắn ra. Nỏ thần đã trở thành vô hiệu. Sao lại thế này? Cái nỏ này bị sao vậy? Sợ, nhà vua bèn ôm Mị Châu lên sau yên ngựa chạy trốn về hướng nam. Mị Châu ngồi sau yên ngựa, rứt lông ngỗng giải xuống. Sao chúng ta lại đến nông nỗi này cơ chứ? Xin vua cha đừng lo lắng quá, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
chạy đến núi Mộ Dạ, gần bờ biển, đường dốc quanh co, không còn lối nào chạy. An Dương Vương liền hướng ra biển, khấn thần Kim Quy. Vừa khấn xong, thì một cơn gió lúc cát bụi bốc lên mù mịt, rung chuyển cả núi rừng. Thần Kim Quy xuất hiện, bảo An Dương Vương rằng, răng ở ngay sau lưng nhà vua đấy. Răng ở ngay sau lưng nhà vua kìa. Chẳng có lẽ con gái ta lại là răng ư? Không thể nào. Nhà vua hiểu ra sự tình, liền giúp gươm chém Mị Châu. Ta thật không ngờ xuống biển tự vẫn. Trời ơi, không. Chiếm đóng La Thành, còn Trọng Thủy một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mị Châu. Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không phai mờ. Trọng Thủy hòa lên, thu nhận thi hài đem về chôn trong thành, rồi đâm đầu xuống giếng trong thành. Xưa kia Mị Châu yêu dấu của ta, nàng hãy tỉnh lại đi. Giếng Trọng Thủy. Tục truyền khi Mị Châu chết, máu nàng chảy xuống biển, trai ăn được nên mới có Ngọc Châu. Lấy được ngọc ấy đem về rửa bằng nước giếng trong thành Cổ Loa thì ngọc trong sáng vô cùng. Câu chuyện giúp chúng mình hiểu biết thêm về lịch sử đất nước thời Âu Lạc xa xưa và có được bài học thật ý nghĩa về tinh thần cảnh giác, không được chủ quan. Chúc các em học tập thật giỏi, thật chăm chỉ để làm một bé ngoan nhé. Tạm biệt, bà ơi.